clip cảnh sát giao thông dùng xe công vụ chặn đầu gây tai nạn cho nam sinh ở Lạng Sơn, sự thật được hé lộ. Các bạn đang xem video trên kênh Tin Bốn Phương thuộc chuyên trang Cánh Cò.net. Giao thông chặn xe học sinh nhá, tai nạn rồi. Học sinh nhá, lấy xe thùng chặn nhá. Học sinh đã mất tỉnh luôn nhá. Tối ngày 23 tháng 11, mạng xã hội xôn xao nhiều đoạn clip ghi lại vụ tai nạn nam sinh điều khiển xe máy tông vào xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông dẫn đến bị thương. Sự việc xảy ra trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Trong clip đăng tải, người đàn ông quay clip cho biết cảnh sát giao thông dùng xe thùng chặn xe học sinh gây tai nạn khiến nạn nhân bất tỉnh. Phát hiện được sự việc, người dân đã hiếu kỳ đòi quay lại clip làm bằng chứng. Một số quá khích còn chửi bới lực lượng cảnh sát giao thông tại hiện trường. Ngay sau đó, đoạn clip đã lan truyền trên khắp các hội nhóm gây ra tranh cãi trái chiều. Liên quan đến sự việc, lãnh đạo công an huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đã đính chính sự việc trên báo giao thông. Theo đó, vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, trong lúc tổ công tác đang quay đầu xe về đội thì nam sinh, sinh năm 2006, trú tại địa bàn huyện Văn Quan, tông trúng ngã ra đường. Do nam sinh này nhìn thấy xe mô tô của cảnh sát giao thông đang xử lý một học sinh khác vi phạm quy định về an toàn giao thông nên đã tăng tốc bỏ chạy. Dù xe tải chuyên dụng của cảnh sát giao thông đã sang hết phần đường đối diện nhưng do phóng nhanh, không làm chủ tốc độ, nam sinh này đã tông thẳng vào. Cũng theo lãnh đạo công an huyện Văn Quan, ngay khi sự việc xảy ra, tổ công tác đã tổ chức sơ cứu đưa nam sinh đến trung tâm y tế huyện Văn Quan cấp cứu. Sau đó, nam sinh đã được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn điều trị. Hiện nam sinh này vẫn tỉnh táo, qua kiểm tra sơ bộ cho thấy nạn nhân bị gãy chân và gãy răng. Sau sự việc, công an huyện Văn Quan đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng tiền viện phí. Ngay buổi chiều cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Vậy mới thấy những thông tin trên mạng xã hội, nếu chỉ nhìn bằng mắt mà không tường tận sự việc rất dễ bị dắt mũi, trở thành công cụ câu view, truyền bá thông tin sai sự thật cho một số đối tượng. Cần phải tỉnh táo khi xem bất kỳ thông tin chưa xác thực nào trên mạng xã hội. Cảm ơn các bạn đã xem video. Follow kênh để cập nhật tin hay mỗi ngày.